chia sẻ về việc muốn có con thứ ba về Kim Tae Hee. Trước đây Biren từng chia sẻ anh chưa dự định đến việc có con thứ ba, nhưng sau một cuộc gặp gỡ, anh bất ngờ lại sinh mong muốn này. Vừa qua trên kênh YouTube chương trình Season B Season của Biren, một đoạn video với tựa đề Cách ba Biren chơi với các con gái đã được đăng tải. Trong tập này có sự xuất hiện của ba khách mời nhí dễ thương, bé chăm cham Moon Hye-jun, mặc đầm màu vàng 4 tuổi, con gái của trưởng nhóm nhạc, hot, huyền thoại Moon Hye-jun, bé quân Julie, áo đen 7 tuổi. Ngôi sao Instagram nhí nổi tiếng tại Hàn Quốc với hơn 2,7 triệu lượt follow. Bên cạnh đó còn có bé Park Cherin, diễn viên nhí 8 tuổi, từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh và rất nhiều quảng cáo tại Hàn Quốc. Các cô bé cùng độ tuổi gần với con gái của Biren, bởi vậy tập season B season này thu hút nhiều sự chú ý, khi thông qua đó khán giả có thể thấy cách Biren dành thời gian cho các con gái nhỏ của mình như thế nào. Biren nhanh chóng thân thiết và trò chuyện vui vẻ với các bé. Khi Won Julie giới thiệu về đồ chơi mình mang theo và món đồ đồ chơi này nổi tiếng ra sao, Biren gật gù, chú cũng phải mua cho con gái chú mới được. Tạo ra quen thuộc với việc chăm sóc trẻ em, ông xã Kim Tae Hee cũng bỡ hơi tay khi nô đùa cùng với ba tiểu công chúa suốt buổi. Khi kết thúc chương trình và được hỏi liệu kỹ năng chăm con của mình có tốt không, Biren cười đáp, ở đây vất vả như thế nào thì ở nhà tôi cũng như thế. Tuy vậy có thể thấy niềm vui luôn lấp lánh trên gương mặt Biren khi nhắc đến những đứa trẻ. Anh bộc bạch, tôi nghĩ có khi mình sẽ thêm một đứa nữa quá. Cặp vợ chồng quyền lực hàng đầu xứ Hàn, Biren Kim Taehee, đón con gái đầu lòng vào tháng 10 năm 2017. Đầu năm 2019, cả hai thông báo tin vui tới người hâm mộ khi mang bầu lần hai. Kể từ khi kết hôn, Kim Taehee gần như rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật, chuyên tâm chăm sóc gia đình. Trong khi cộng đồng mạng ra sức đồn đoán về hai con gái của cặp đôi, Biren và Kim Taehee đều dự kín thông tin và hình ảnh về các con.